Vườn Lan Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà em về bổ sung thêm một số cái mặt hàng trâu trắng lưỡi hồng này và cái mặt hàng trâu hoa vàng và trâu sổ số loại nhỏ nhé quá nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0817 892 229 hoặc 0981 550 768. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở Lan nhà em thì có ship hàng toàn quốc cả nhà nhé. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và áp dụng trên toàn bộ các đơn hàng, em đều không bao ship các bác nhé. Đây ạ, bác nào mà tiện nhận xe ô tô thì em sẽ gửi qua xe ô tô cho mọi người này. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng sản phẩm một nhé. Cái mặt hàng đầu tiên này, mặt hàng đầu tiên em quay là cái hàng trâu sổ số nhá. Trâu sổ số này. Đây. Một cây như này em bán với giá là 200k. 200k là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Trung bình một cây này nó có 1 2 3 4 5 cặp lá. Trung bình một cây nó có khoảng 4 cặp rưỡi đến 5 cặp lá cả nhà nhá. Nói rõ như vậy ạ, trung bình một cây có khoảng 4 cặp rưỡi đến 5 cặp lá. Và một chậu hoa sổ số này em bán với giá là 200k. Đây. Các cây đều đang nhú nụ rồi nhá. Các cây đều đang nhú nụ rồi này. Đấy ạ, nó tiếp bên trong ạ em. Có những cây nó đang sưng nụ nhá. Mặt hàng này thì đảm bảo cho các bác cuối năm sẽ cho hoa. Còn nó ra chính xác vào Tết hay không thì em không dám chắc chắn nhá. Không dám chắc chắn, em nói rõ trên video cho mọi người. Còn em đảm bảo sẽ cho hoa. Và thời gian ra hoa của nó sẽ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Vì sao mà em nói nó dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch? Vì là cái này này, nó còn phụ thuộc vào cách mọi người chăm sóc và phụ thuộc vào thời tiết nhá. Nếu mà thời tiết nắng nóng thì cây nó thì hoa nó sẽ ra sớm hơn. Đấy ạ, em nói rõ trên video cho mọi người nhá. Còn các cây này đảm bảo 100% sẽ cho hoa nhá. Có những cây nó đã nhú hạt gạo và có những cây nó đang sưng nụ này. 200k cho một cây. Trâu hoa màu sổ số nhá. Và cái mặt hàng này em không có lá mít, không có lá mít này, chỉ có lá kiếm như thế này thôi các bác nhá. Đây. Em quay và em nói rất là rõ ở trên video rồi nhá. Nên là các bác theo dõi video thì để ý kỹ giúp em nhá. 200k cho một chậu. Trung bình một chậu này nó có dao động từ 4 cặp rưỡi đến 5 cặp lá. 4 cặp rưỡi đến 5 cặp lá. Hàng đẹp nhá. Hàng đẹp long lanh này. Đấy. Không có một tí lỗi lá nào luôn nhá. Quá là đẹp luôn, em bán 200k cho một chậu. Và cái giá này là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo xem một cái mặt hàng thứ hai. Nó là cái hàng hoa màu vàng của nhà em. Đây này, hoa màu vàng nhá. Đây hàng em đang quay trực tiếp tại vườn luôn nhá các bác nhá. Tại vườn nhà em luôn này. Mọi người đợi một chút em lấy cái mặt hoa màu vàng cho mọi người xem. Đây, mặt hoa màu vàng đây. Sắc vàng tươi nhá. Cực kỳ rực này. Một cái chậu hoa vàng này, một chậu trâu hoa vàng này em bán với giá là 300k. Và trung bình một chậu của nó thì nó cũng sẽ dao động khoảng 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá. Đây. Trâu thái hoa vàng các bác nhá. Đây này, hàng đẹp mơn man luôn. Cây cực kỳ là mọng nước nhá. Đây mọi người nhìn cái lá của nó này. Rất là dày nhá, lá của nó rất là dày. Nó không phải hàng lá mít đâu. Nhưng mà cái lá của nó rất là cứng cáp và dày nhá. Em bán là 300k cho một chậu trâu hoa vàng như thế này. Đây mọi người nhìn lá xếp này. Lá xếp nhá, hàng lá xếp này. Hôm nay xem nào, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá rưỡi. Trời ơi. Nhưng mà đây là em nói là trung bình một cây nó có khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá. Có những cặp được 5 cặp lá rưỡi nhá các bác nhá. Có những cây được 5 cặp lá rưỡi này. Và cái mặt hàng này thì cũng đang nhú nụ nhá. Cũng đang nhú nụ, đang sưng nụ này. 300k cho một chậu trâu thái hoa vàng. Đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhá, hàng cực kỳ đẹp luôn này. Đối với những cái cây như này này, nó vàng vàng cái lá chân nhá, thì cái lá chân sau này nó sẽ bỏ, nó không ảnh hưởng gì nhá các bác nhá. Trời ơi. Đây này. Thi thoảng này, vượt được một con này, lá mít nhá, thi thoảng vượt được một con hoa vàng lá mít này, đây này. Con này đã là mít chưa? Lá cực kỳ dày luôn nhá các bác nhá. Châu thái hoa vàng em xin nhắc lại giá là 300k này. Và cái mùa này là mùa rễ nó cũng đang phát triển nha. Đây mọi người nhìn này, những cái rễ sữa này nó đang tròi hết cả ra rồi nhá. 300k cho một chậu trâu hoa vàng.
Sang một cái mặt hàng tiếp theo nữa là cái hàng là trâu trắng lưỡi hồng nhá, trâu trắng lưỡi hồng của nhà em này. Đây, mặt hoa đây nhá, hàng độc đẹp nhá, giá cực kỳ yêu thương, của 250k thôi, 250k cho một cây nhá. Hạt gạo đã nhú này, có những cây đã nhú hạt gạo nhá, và có những cây đang sưng nụ này, 250k cho một cây. Trung bình một cây này nó có khoảng tầm 5 cặp lá nhá, trung bình đấy ạ, nó khoảng tầm 5 cặp lá. Trâu trắng lưỡi đỏ này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây này, cây to chưa mọi người, cây to chưa, 250.000 thôi nhá các bác nhá. Đây này, 1 2 3 4 5 cặp lá. Đấy, trung bình một cây nó khoảng tầm 5 cặp lá cả nhà nhá. 250k cho một cây trâu trắng lưỡi đỏ. Đây, mặt hoa đây ạ, mặt hoa thực tế luôn nhá các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. 250 một chậu nhá. Đây là hàng em đang quay thực tế tại vườn nhà em luôn các bác nhá. Cái phiên ngày hôm nay em lên chủ yếu cái mặt hàng châu chậu thuần của nhà em. Và nó có 3 màu, một là màu sắc pháo, hai em xin lỗi mọi người nhé, một là màu một là loại châu sổ số, một là loại châu sổ số em bán với giá là 200k. Một cây trung bình khoảng 4 đến 4 cặp lá, 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá. Loại thứ hai là châu hoa vàng 300k. Loại thứ ba là châu trắng lưỡi hồng nhá. 250k. Đây, quay bao quát lại cho mọi người này. Và cái hàng trâu chậu khủng này, nhà em vẫn còn số lượng lớn nhá. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 giúp em ạ. Sau đây thì em sẽ dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào mọi người nhé.